giá bán chiếc xe đen hạng C Mazda 3 giảm mạnh tại các đại lý, quyết đua tranh doanh số với Kia K3. Mazda 3 là mẫu xe đang được giảm giá mạnh nhằm gia tăng sức hút, đồng thời cải thiện doanh số trong cuộc đua tranh với Kia K3 ở phân khúc xe đen hạng C trong năm 2022. Nhà sản xuất, đại lý phân phối xe Mazda tại Việt Nam đang nỗ lực cải thiện doanh số, duy trì mạch tăng trưởng cho mẫu Mazda 3 nhằm đòi lại ngôi vương ở phân khúc xe đen hạng C sau 2 năm liên tiếp để mất vào tay Kia K3. Giữa tháng 10, nhà sản xuất, đại lý phân phối Mazda 3 tiếp tục tạo sức hút cho mẫu xe này, bằng chính sách giảm giá bán lên đến hàng chục triệu đồng. Theo đó, mẫu xe đen hạng C của Mazda được hỗ trợ giá cao nhất tương đương 100% lệ phí trước bạ, lên tới 67 triệu đồng. Riêng Mazda 3 các phiên bản Luxury, sedan và Sport và Premium Sport, trong tháng nay ngoài ưu đãi giá còn được được tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất, có thể quy đổi. Sau khi trừ toàn bộ ưu đãi, khách hàng có thể sở hữu Mazda 3 với giá chỉ từ 599 triệu đồng. Đây là mức giá thấp chưa từng có với mẫu xe hạng C này, thậm chí rẻ gần ngang ngửa với mẫu xe hạng B Toyota Vios CVT 592 triệu đồng. Đây được xem là đợt giảm giá lớn nhất được tha cố áp dụng với Mazda 3 kể từ đầu năm 2022 đến nay. Chính sách này hứa hẹn giúp Mazda 3 gia tăng sức hút để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Mazda 3 với 7.129 xe bán ra đang xếp thứ hai trong phân khúc xe đen hạng C tại Việt Nam, kém Kia K3 gần 2000 xe. Tuy nhiên với đà tăng trưởng doanh số trong 2 tháng gần đây, cùng với chính sách ưu đãi, giảm giá đang được áp dụng Mazda 3 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì phong độ để san bằng khoảng cách, thậm chí có thể vượt mặt Kia K3 trong giai đoạn cuối năm. Tại thị trường Việt Nam, Mazda 3 gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung và bắt mắt theo theo ngôn ngữ cô đô phần đầu xe Mazda 3 có thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn, mạ chrome và các thanh nan đa tầng đặt so le tạo hiệu ứng 3D bắt mắt. Hệ thống đèn chiếu sáng trên Mazda 3 2022 là dạng full LED. Xe còn được thể hiện qua bộ mầm hợp kim kích cỡ 18 in và cặp ống xả kép ở phía sau. Không gian bên trong xe Mazda 3 được thiết kế hiện đại, cùng khả năng cách âm vượt trội. Hệ thống loa cao cấp với chất lượng âm thanh như buổi trình diễn nhạc sống, màn hình giải trí kích thước 8,8 in sử dụng hệ thống Mazda Connect mới nhất xe sở hữu màn hình hát hiển thị thông tin trên kính lái, điều hòa tự động hai vùng độc lập có cửa gió riêng, cho hàng ghế sau là những trang bị đáng chú ý trên Mazda 3. Đặc biệt, Mazda 3 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động Active Sense, với các tính năng vượt phân khúc, như ga tự động thông minh, hỗ trợ phanh chủ động thông minh, kiểm soát và giữ làn đường hay cảnh báo điểm mù. Về vận hành, Mazda 3 sử dụng động cơ Skyactiv G 1.5L hoặc Skyactiv G 2.0L với công suất 110 đến 153 mã lực và mô men xoắn 146 đến 200 Nm. Cùng với đó, xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.